Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy cùng với bạn Hải Anh và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phần hình lớp 7. Nội dung của bài hôm nay là chúng ta nói về hai góc trong cùng phía. Hai góc trong cùng phía. Hai góc trong cùng phía. Thì ở ừ, chữ trong viết thiếu này. À, rồi thế thì bây giờ cũng gạch chân luôn vào cái từ trong này này để hỏi Hải Anh và bọn con xem là trong có nghĩa là như thế nào? À, bên trong à? Trong tức là bên trong, là miền trong, là phía trong, yeah. Rồi cho hai đường thẳng a và b, thì nhấn mạnh lại với chúng ta đó là đây ở cái miền chỗ này người ta gọi nó là trong, trong cái miền này, trong giữa phía trong của hai đường thẳng a, b. Thế còn đây là phía ngoài Rồi Đây là phía ngoài Thế còn cái từ cùng phía này là như thế nào? Cùng phía là như thế nào? Một hướng. Cùng một hướng. Ừ. Cùng phía mà này là cùng một hướng là sao? Cùng phía là cùng một phía Cùng một bên Hướng, hướng là khác Ví dụ cho đường thẳng delta Cho đường thẳng như thế này Thế thì thế nào là cùng phía? Ví dụ như là bên này và bên này gọi là cùng một phía. Ừ. Hoặc là bên này và bên này gọi là cùng một phía. Đây là phía gì? Yeah. Phía. Phía bên, bên gì? trái. Đúng rồi, phía bên trái. Còn đây là phía bên? Phải. Bên phải. Đúng rồi, đây là phía bên phải. So với hướng mình nhìn vào nhá. Đây phía cùng một phía. Thế thì hai góc cùng một phía là như thế nào? Thì đây. Tình huống là cho đường thẳng C cắt hai đường thẳng a và b tại a b như hình vẽ như sau Đây, hình vẽ thế này cho đường thẳng a đường thẳng b không có đường thẳng c có đường thẳng c cắt tại a cắt tại b đánh dấu các góc là một 2 3 4 1 2 3 4 Thì bây giờ sau khi chúng ta đã hiểu thế nào là trong, thế nào là cùng phía thì bây giờ hãy anh nói cho bố nghe. Và các bạn nghe xem các cặp góc trong cùng phía là cặp nào? Các cặp góc trong cùng phía ở trong hình này là à. à A3 và B2. Đấy. Tại vì sao? Tại vì nó ở miền trong của AB nhưng mà nó cùng phía nào? Cùng phía bên trái. Đúng rồi, ghi vào đây. A3 và B2. Giải thích nho nhỏ vào đây là cùng phía trái. Cùng phía bên trái của của C cùng phía bên trái của đường thẳng C nhưng mà nó lại ở miền trong trong viết hoa luôn này, ở miền trong. Đấy, miền trong của AB. Đấy, giải thích thế đã rõ chưa? Tiếp tục này. Cặp nào nữa? À, A4 và B4. À A4 và B1. À A4 và B1. Thì sao? Cùng cùng ở phía bên phải của phía C bên phải ở bên trong của, AB. của C và ở miền trong của AB. AB. Ok, ở miền trong của AB. Đó, đây A4 này đánh dấu cho ta nhìn. A4 và B1. Đó. Đúng chưa nào? Ừ. Rồi. Thế chúng ta có mấy cặp góc? trong cùng phía, ừ. chúng ta cũng chỉ có hai cặp góc trong cùng phía nhớ nha chúng ta có hai cặp góc trong cùng phía và cái cách xác định là nó đúng ở vị trí như trên hình vẽ và giải thích để làm sao mà các bạn nhớ được kỹ lâu và hiểu sâu đó là trong là như thế nào ngoài là như thế nào và phía là như thế nào được chưa? Rồi ok.